Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì cái đơn hàng mà hôm trước mình nói một cái đơn hàng đặc biệt đó các bạn, thì hôm nay thì cuối cùng của nó cũng về nha các bạn. Đó, thì cái đơn này nói chung mình lấy chủ yếu là lòng nè, rất là nhiều mẫu lòng luôn nha. Mình không biết tại sao cái đơn hàng lòng này thì nó về khá là chậm nha. Mình đặt ở đâu đó là khoảng một tháng mấy rồi đó, thì hôm nay nó mới về. Được đến việc là trong thời gian qua thì mình cũng có gọi là thiếu lòng với lại nhà gỗ đồ chơi đâu nè. Thì hôm nay nó về thì mình sẽ quay một cái video cập nhật chi tiết cho các bạn xem nha. Rồi, thì cái thùng này nói chung là đồ gỗ, nhà gỗ lắp ghép nha các bạn. Đây, cái mẫu nhà như thế này. Đó, những cái mẫu này thì nói chung là xài cũng ok. Bền thì nó sẽ không bền bằng nhà sứ nha, nhưng mà nó được cái là nó đẹp và nó rộng, thoải mái rồi cho mấy con chuột nó leo trèo đồ chơi. Đồ về mới về mình cũng thấy có một vài cái nó bị hư hỏng nha các bạn. Đó, thì nói chung thì đi gửi đi đường xa mà. Đấy, rồi đây ví dụ như là cái này thì nó bị gãy nha. Nếu như mà nó bị gãy như thế thì có thể là mình sẽ dán lại và bán giá rẻ. Thì dán keo lại thì nó vẫn chắc chắn nha, bán giá rẻ cho những bạn nào mà có chi phí thấp thì các bạn có thể mua. Còn những đồ nguyên lành lặn thì mình sẽ bán giá bình thường thôi. Ngoài ra thì mình có về thêm nhà sứ nữa. Đây, nhà sứ hồi nãy mình thấy có một cái bị nứt, hình như là cái này nè các bạn. Để mình khui cho các bạn xem nha. Nhà sứ thì kỳ này mình về thêm một vài mẫu nhà. Đấy, ví dụ như là mẫu này. Đây, cái này nó bị nứt nhẹ nha. Thì cái mẫu này thì có thể là mình sẽ bán giá rẻ luôn nha. Bán giá rẻ luôn, bán vốn luôn hoặc là lỗ tí cũng được. Đó, cái mẫu này thì nói chung bị nứt tí thôi, còn ngoài ra thì vẫn ok hết nha. Màu sơn và ok, mấy con chuột nó ở vẫn ok hết. Rồi, thì đây là cái mẫu nhà mình sẽ đặt tên cho nó là nhà sứ robot nha các bạn. Đó, cái mẫu này thì giá khoảng 40 mấy đến 50 nghìn một cái nha các bạn. Nhà sứ thì các bạn cũng đã biết rồi, độ bền nó rất là cao và nó rất là đẹp, giữ ấm. Mùa nào mà nóng quá thì con chuột chui vô nó ngủ thì nó sẽ làm mát cho con chuột luôn nha. Rồi, và giá và hình ảnh rồi đó thì một tí nữa mình sẽ chụp ảnh và cập nhật trên web và trên Shopee đầy đủ, và mình mới edit video này để quay lên để cập nhật cho các bạn nha. Bạn có thể vào hai cái trang đó, web và Shopee, mình sẽ để link hết luôn dưới phần mô tả nha. Các bạn có thể vào cập xem ảnh và giá. Đây là cái mẫu chén ăn mới luôn nha các bạn. Đó, chén ăn vòm nha. Mẫu bằng sứ. Đây, nó có một màu trắng như thế. Để mình khui thêm một cái hộp nữa cho các bạn xem nha. Nó có nhiều màu lắm các bạn. Một tí mình chụp ảnh hết các màu nha, rồi mình cập nhật trên web và Shopee luôn. Các bạn lên chảnh xem giá và ảnh, và các bạn có thể đặt hàng trực tiếp cho nó luôn. Rồi, đây là một mẫu màu vàng. Chén này thì giá nó sẽ hơi cao hơn là chén nhựa nha các bạn. Giá khoảng 35 đến 38 ngàn một cái nha. Rồi, còn đây là cái mẫu nhà lắp ghép biệt thự xây to nha. Một tí mình ghép xong rồi mình sẽ chèn một ảnh vào cho các bạn xem nó dễ hình dung hơn. Rồi, đây, về rất là nhiều nhà. Nói chung là nhà gỗ là nhiều với lại nhà sứ nữa. Còn đây là một cái mẫu lồng mà ngũ sắc, mình đặt tên là ngũ sắc lắp ghép nha các bạn. Đó, một tí nữa mình ghép xong rồi mình sẽ chèn một cái ảnh lên video này cho các bạn xem dễ hình dung luôn. Mẫu này thì mình thấy khá là rộng, các bạn có thể nuôi hai con cũng rất là ok. Combo rồi giá nó cũng khá là rẻ nữa. Đó, giá từ 100 ngàn trở xuống nha, cái mẫu đó nha các bạn. Rồi, ở đây là mẫu lồng lâu đài. Lâu đài thì các bạn cũng đã biết rồi. Và đây là size lớn nha các bạn. Size lớn thì các bạn nuôi hai con chuột dòng nhỏ Winter Wonderball đó là rất là ok. Đó. Rồi, và bên này là mẫu lồng hai ngăn. Ở đây thì mình thấy có một cái nó bị cấn các bạn, cho nên nó bị gãy nha. Có thể là mình sẽ làm lại cho nó xài được, mình sẽ bán giá rẻ cho những bạn nào mà có chi phí thấp thì các bạn có thể mua nha. Rồi, lồng hay ngăn thì các bạn cũng đã biết rồi, và giá kỳ này lồng mình nhắc lại luôn là giá rất là rẻ, ở giá cạnh tranh luôn đó. Các bạn có thể cập nhật giá ở trên Shopee và web bên mình để mà biết giá chi tiết nha. Rồi, và đây mẫu lồng lâu đài thì nó có màu nâu, màu xanh biển các bạn. Tí mình ghép rồi mình chèn cả ảnh vô cho các bạn xem. Hay ngăn thì cũng có màu nâu, màu hồng. Hay ngăn không có màu xanh biển nha các bạn. Các bạn nào thích màu nâu, màu hồng thì ủng hộ mình. Rồi, bên này thì lồng qua tầng luôn nè. Đây mình sẽ review cái nhà bò sứ này trước đi. Đây, nhà bò sứ này thì nói chung là cũng hết hàng một thời gian dài luôn các bạn. Đó, thì hôm nay mình về thêm. Đây, con bò này thì nó sẽ có con bò sữa với lại con bò màu hồng nữa nha. Đó, con bò đực và con bò cái nha các bạn. Thì giá nó sẽ dao động khoảng 4 mấy 50 ngàn. Ở giá chi tiết thì các bạn vô cái đường link web với lại cái hoặc là cái đường link Shopee bên mình, các bạn cập nhật giá chi tiết cho mình nha. Đây,
Rất là đẹp luôn. Mẫu này thì size nhỏ thôi, nó có size lớn nữa, nhưng mà size lớn thì bên nhà sản xuất người ta hết hàng rồi các bạn, còn size nhỏ thôi, mình lấy size nhỏ về bán trước. Và đây là cái mẫu lồng 3 tầng, tính luôn tầng chợ là 3 tầng nha, còn như tầng lửng thôi là 2 tầng nha các bạn. Và size này là size lớn nha, nó vẫn có size nhỏ luôn, nhưng mà size nhỏ nó rẻ hơn một tí thôi. Mình thấy size lớn thì các bạn sẽ nuôi được hai con thoải mái hơn. Đó, một tí nữa mình ráp xong, mình sẽ chèn một cái ảnh vô cái video này luôn. Giá nó cũng khá là rẻ luôn, chỉ có 200 mấy thôi các bạn, rất là rẻ. Các bạn nuôi hai con dòng chuột nhỏ rất là ok. Còn bia thì mình thấy là nuôi cái lồng này nó khá là chật. Các bạn nuôi bia thì các bạn nên đầu tư cái lồng đại có phụ kiện cũng được, giá 225 ngàn. Rồi các bạn mua thêm đồ chơi rồi thêm thì cỡ khoảng là 300 mấy đó, là nuôi hai con bia thoải mái nha. Và đây là cũng là một cái mẫu trứng ăn luôn, nhưng mà size lớn hơn cái mẫu trứng ăn vòm nha các bạn. Đây là trứng ăn chú ếch đó, nó có nhiều hình lắm, nhưng mà cái kiểu nó thì cũng một kiểu như thế nha. Đây là hàng của hãng nha các bạn, cho nên là giá nó cũng sẽ hơi cao, giá dao động khoảng 38 đến 39 ngàn một cái như thế này. Giá chi tiết thì mình cũng đã nói rồi, các bạn lên link web hoặc là Shopee các bạn cập nhật chi tiết cho mình nha, giá nó sẽ dao động tùy theo thời điểm nha các bạn. Mình sẽ khui một hộp này ra để cho các bạn xem. Đây là cái mẫu cũng là cái kiểu đó luôn, nhưng mà cái hình con gấu trúc nha các bạn. Đây, chén này thì nó khá là to, các bạn để một cái chén đầy như thế cho hai con chuột dòng Wonder White hoặc là Robo hoặc là dòng nhỏ rồi đó ăn một ngày rất là thoải mái. Bia thì các bạn để đầy một chén cho nó ăn cũng khá là thoải mái luôn. Chén nặng thì mấy con chuột nó sẽ không có lật được nha các bạn, dẫn đến là hạn chế việc là bị đổ thức ăn ra ngoài. Rồi, và cuối cùng là cái mẫu lồng ngũ sắc nhưng mà đế trong nha các bạn. Thì cái mẫu này mình về cũng có vài chiếc thôi, và cũng có một vài người khách đặt trước rồi, cho nên là mình sẽ ưu tiên những người nào đặt trước và chịu lấy hàng thì mình sẽ gửi trước nha. Có thể là cái mẫu này sẽ hết hàng sớm nha, có gì các bạn cập nhật số lượng rồi đó ở trên web, các bạn lên web bạn coi chi tiết cho mình sẽ cập nhật thường xuyên ở trên web và Shopee. Rồi mẫu lồng 3 tầng thì nó có màu xanh biển, màu hồng với lại màu nâu nha. Mẫu này nó có 3 màu đó, các bạn có thể tham khảo qua video này của mình. Rồi các bạn cần mua cái lồng hay là nhà rồi đó thì các bạn có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Thức ăn vật dụng thì bên mình vẫn có bán đầy đủ hết luôn. Còn hamster thì hiện tại mình cũng có bán, nhưng mà gọi là lẻ lẻ thôi, một vài con đó các bạn, mình không có bán hamster nhiều được đó, mình bán một vài con thôi, mình chủ yếu là tập trung vào chất lượng hamster nha. Còn lồng đâu thì mình cũng còn như các bạn xem video nè, đấy, số lượng cũng có khá ok, các bạn có thể ghé qua ủng hộ mình. Và mình nhắc lại là kỳ này là giá lồng nó khá là rẻ luôn, các bạn có thể tham khảo qua link web hoặc là Shopee, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn nhấp vào một cái là các bạn vô được cái hai cái trang đó của mình nha. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại, bye bye.